Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Với tiêu đề của Duy ngày hôm nay là có nên mua bảo hiểm cho xe ô tô và mua bảo hiểm ô tô từ cái hãng xe cung cấp. Thì nó sẽ có hai vế, Duy sẽ trả lời từng vế cho các bạn là có nên mua bảo hiểm xe ô tô hay không. Đây là một cái vấn đề mà như vậy là cần phải mua, rất là gấp và cấp thiết luôn. Đó, bởi vì là các bạn biết rồi ha, một cái chiếc xe mà Mercedes bán ra thì các bạn thấy như một chiếc xe Maybach S680 này nó có giá khoảng tầm là 18 tỷ đồng đi. Đó, nhưng mà cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để mà mua cho cái phần bảo hiểm của chiếc xe trong một năm thì nó khoảng đâu đó là 200 triệu. Đó, nếu mà có vấn đề gì xảy ra các bạn thì bảo hiểm sẽ chi trả cho chúng ta ha. Và cái phần đầu xe các bạn của một cái chiếc xe thì đây là cái phần mà coi như là tốn tiền nhiều nhất nếu mà chúng ta phải va phải nó ha. Đó, bởi vì một cái đèn này nó có giá là hơn 100 triệu rồi. Đó, còn nếu mà đặc biệt những cái chiếc xe Maybach các bạn, cái lưới tản nhiệt này không các bạn, thì nó có giá cũng khoảng hơn cả 150 triệu. Đó, cho nên là các bạn thấy là nó rất là tốn tiền. Ngoài ra thì các bạn thấy trên cái lưới tản nhiệt này nè, nó có camera 360 nè, có những cái radar bên trong nữa. Đó, nếu mà chúng ta bị nứt gãy những cái này không mà không ảnh hưởng bên trong á thì nó còn đỏ ha. Còn nếu mà bị ảnh hưởng đến những cái camera hay những cái radar bên trong thì tốn rất là nhiều tiền. Và Duy có một cái chia sẻ các bạn là Duy có một anh khách hàng thì anh sử dụng cái chiếc xe cũ của anh đâu đó khoảng tầm 10 năm rồi. Trong quá trình 10 năm đó thì anh sử dụng chiếc xe nó bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Thông thường là chỉ những cái chạy xước va chạm nhẹ thôi. Khi mà anh mua một cái chiếc xe mới nè thì anh nói là trong vòng 10 năm qua thì anh đi coi như là không có vấn đề gì xảy ra, cho nên anh không mua bảo hiểm cho cái chiếc xe mới. Đâu đó khoảng tầm hơn 1 tháng thôi các bạn. Đó thì chiếc xe nó mới tinh luôn. Thì ảnh đi chung với một cái người bạn của ảnh, thì ngày hôm đó là bạn ảnh của ảnh lái xe. Đó cho nên là không may á là cái chiếc xe nó bị tai nạn, nó đâm vào một cái gốc cây ha. Thì cái chiếc xe đó khi mà đem vào sửa chữa các bạn thì cái giá trị của cái phần sửa chữa nó đâu đó khoảng bằng 50% giá trị chiếc xe luôn. Nếu mà trong trường hợp đó thì Duy nghĩ là nếu mà có cái bảo hiểm á thì nó cũng khỏe hơn rất là nhiều cho anh chủ xe cũng như là cho một cái người bạn của ảnh, bởi vì bạn ảnh cũng đỡ ái nái. Đó thì hoàn toàn là cái số tiền mà khi mà ảnh sửa xe á thì ảnh tự chi trả, và sửa xong chiếc xe á bạn thì ảnh cũng không thích cái chiếc xe đó nữa. Anh quyết định là bán đi, và mãi một cái thời gian sau ảnh mới mua lại cái chiếc xe khác. Một cái chiếc xe các bạn, khi mà các bạn mà có những cái rủi ro mà phát sinh không đáng có ha, thì chúng ta nếu mà chúng ta kiểm soát được nó thì chúng ta nên mua bảo hiểm để tránh những cái rủi ro, những cái phát sinh mà rất là nhiều tiền. Đó thì đây là một cái chia sẻ mà thực tế của Duy. Các bạn thấy không, đó là lý do tại sao mà chúng ta phải nên mua bảo hiểm cho xe các bạn. Bởi vì là kể cả Duy, các bạn, xe của Duy cũng rất là cũ rồi, nhưng mà Duy cũng phải mua bảo hiểm vật chất cho cái chiếc xe của mình đó, để trong những trường hợp mà Duy lái ha thì có những cái phát sinh gì rủi ro các bạn, thì mà Duy cũng không phải bỏ một cái số tiền lớn để mà sửa chữa chiếc xe. Bởi vì là chiếc xe Duy cũng chỉ có một chiếc thôi các bạn, Duy chỉ có một chiếc xe nè, coi như đi lại cả nhà luôn đó. Và nếu mà có cái vấn đề gì xảy ra cho cái chiếc xe đó thì mình bỏ một cái chi phí lớn thì nó không đáng kể, bởi vì là cái xe của mình nó quá là cũ rồi. Duy sẽ trả lời tiếp cái vế thứ hai là có nên mua bảo hiểm xe ô tô từ cái hãng xe mà các bạn mua hay không. Đó thì Duy nghĩ là rất là nên các bạn, và Duy sẽ có 4 cái lý do để tại sao mà các anh chị các bạn nên mua bảo hiểm xe từ cái hãng xe đó cung cấp. Đầu tiên các bạn, thì bảo hiểm chúng ta được giới thiệu từ hãng xe các bạn thì thông thường là những cái bảo hiểm đã được mà hãng xe coi như là kiểm tra cũng như là đã được tuyển chọn qua rất là nhiều rồi. Thật ra là bên Duy các bạn thì có rất là nhiều những công ty bảo hiểm đến đây chào, nhưng mà hiện tại bên Duy chỉ có liên kết với hai cái bảo hiểm chính thôi các bạn, đó là bảo hiểm Liberty và bảo hiểm Bảo Việt. Bởi vì là bên Duy nhận thấy là với hai công ty bảo hiểm này thì nó sẽ làm cho quý khách hàng của mình sẽ được hài lòng hơn, cũng như là về phần mà dịch vụ thì coi như là đảm bảo cái gì tốt nhất dành cho khách hàng của mình. Là đối với những cái bảo hiểm mà hãng xe liên kết á, thì khi các anh chị khách hàng mà đến hãng mà để làm á, thì thông thường là không phải cần thanh toán trước các bạn. Đó, chúng ta chỉ việc đem xe đến rồi các bạn cố vấn hoặc là các bạn bên bảo hiểm sẽ xử lý hết hoàn toàn các chiếc xe cho các anh chị các bạn, đến lúc cái xe coi như là như mới rồi chúng ta sẽ đem về thôi. Chúng ta sẽ không phải lo là phải thanh toán như thế này, phải thanh toán như thế kia. Còn đối với những cái bảo hiểm mà không có được liên kết á, thì thông thường các anh chị các bạn phải thanh toán trước ha, hoặc là có đồng ý duyệt giá ở bên bảo hiểm rồi thì bên hãng xe mới tiến hành làm. Như vậy thì nó sẽ mất thời gian của anh chị hơn rất là nhiều, cũng như là nó rất là bất tiện cho anh chị ha. Cái yếu tố thứ hai các bạn là các bạn mà giám định viên của những công ty bảo hiểm đó liên kết thường là sẽ có mặt tại hãng xe luôn. Đối với bên Duy thì ngày nào cũng sẽ có một anh Bảo Việt với một anh Liberty ở ngay showroom bên Duy, để khi mà khách hàng đến các bạn là có thể là làm được liền, cũng như là một lúc mình có thể là giải quyết được cho rất rất là nhiều những khách hàng. Ngoài ra thì có một cái khu vực riêng dành cho các anh chị khách hàng đến
đến làm bảo hiểm luôn ha, nó cũng rất là lịch sự. Cái yếu tố thứ ba các bạn, khi mà các bạn mua một cái bảo hiểm cho xe, có nghĩa là chúng ta mua một cái sản phẩm nó không có hiện hữu, thì chúng ta nên lựa chọn những cái công ty bảo hiểm nào mà có uy tín ha. Và cái uy tín lớn nhất các bạn, đó là cái bảo hiểm mà từ hãng xe của các bạn mua xe cung cấp giới thiệu cho các bạn luôn. Khi các bạn mua một cái bảo hiểm của hãng xe các bạn, thì nếu mà có cái vấn đề gì mà nó khó khăn khi mà chúng ta giải quyết với bảo hiểm á, thì hãng xe ít nhiều sẽ đứng ra hỗ trợ cho các anh chị và các bạn để làm việc thêm với bảo hiểm, bởi vì đây là cái công ty bảo hiểm mà hãng xe giới thiệu cho các bạn ha, bởi vì là chúng ta là người giới thiệu. Và một cái yếu tố thứ tư nữa các bạn, thì cái này là gì, nó nhỏ với các anh chị các bạn thôi nha. Đối với những cái chiếc xe mà Duy bán ra cho các anh chị khách hàng của mình thì thông thường là Duy sẽ hỗ trợ các anh chị khách hàng ha, để làm, bởi vì các bạn biết rồi ha, có anh chị khách hàng thì có tài xế riêng đó, thì những anh tài xế đó có thể là hỗ trợ cho các anh chị các bạn hết rồi. Nhưng mà có anh chị khách hàng thì coi như là rất là bận bịu và phải tự lái xe, nhiều khi là đến tới hãng xong quăng chìa khóa cho Duy các bạn, rồi mấy anh chị lại tiếp tục đi làm hay là đi nước ngoài gì đó, rất là bận ha. Thì Duy hầu như là Duy sẽ xử lý hết cho các anh chị khách hàng của mình đến lúc mà xe nó hoàn thiện xong rồi, alo các anh chị tới lấy thôi đó. Thì đó là một cái mà ít nhiều Duy vẫn có thể là hỗ trợ được cho các anh chị khách hàng của mình đó. Và ngoài ra những cái tổn thất mà xảy ra nó nhiều hơn đi, ví dụ nhiều hơn thì Duy không thể nào mà đứng ra trực tiếp để làm hỗ trợ các anh chị các bạn rồi, bởi vì nó còn liên quan tới nhiều thứ nữa. Đối với những trường hợp đó thì Duy sẽ là người tư vấn trực tiếp cho các anh chị khách hàng của mình để làm sao mà xử lý với bảo hiểm nó nhanh gọn và tiện lợi nhất có thể. Với kinh nghiệm làm việc 10 năm ở Mercedes-Benz các bạn, thì Duy nghĩ là các anh chị các bạn nên mua bảo hiểm cho xe của mình, cũng như là vừa rồi các anh chị các bạn đã xem bốn cái lý do đó, thì lý do tại sao mà chúng ta nên mua bảo hiểm ấy. Nếu các anh chị các bạn nào mà chưa có mua bảo hiểm cho xe ô tô của mình thì các anh chị hãy mua ngay và luôn đi, bởi vì là nó rất là có lợi cho các anh chị các bạn. Ok, và giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.